Một chuyện khác tôi cũng không thể quên, đó là về một nữ tử tù 49 tuổi. Thời trẻ, chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc. Khi vào trong tù rồi thì vẫn giữ được những nét mặn mòi son sắc. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và lắm tật. Có tới bốn đứa con thì lại là của bốn người chồng khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là bình tĩnh cho đến tận lúc ra đi. Tôi hỏi tại sao lại như vậy thì chị ta đáp. Biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận. Tôi hỏi trong lúc buôn chất cấm, biết là sẽ bị bắt và nhận án tử như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ không? Cô ta bảo, sợ thì rất sợ, nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta bình tĩnh ăn một chút, rồi hút hết hai bao thuốc ba số trong vòng một tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp. Trong thư, chị ta dặn dò tỉ mỉ các con đặc biệt là đứa lớn đang học đại học y khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng học giỏi, xin việc đến nuôi đám em. Ngôi nhà mà chị ta đã xin với bà ngoại là để cho người con lớn khi học xong thì về đây lấy chỗ mà trông các em cho nó lớn lên thành người và dựng vợ gà chồng cho các em. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu bố nhận thì theo, nhưng thấy phức tạp thì chị em ở lại nuôi lấy nhau. Khi bị đưa đi xử, chị ta còn xin phép để được hát. Trong vòng 10 phút, trước khi những loạt đạn của pháp luật kết liễu những số phận của những tội phạm nguy hiểm, thì tiếng hát vang lên trong buổi sáng ở chân đồi vắng, rất vang vọng, rồi chợt tiếng hát tắt lịm. Nữ tử tù xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Ngày 9 tháng 10, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên y án tử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất kích thích. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê Bến Tre cũng bị tuyên án trung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, riêng bị cáo đinh thị mai thuy đang nuôi hai con nhỏ nên chỉ bị tuyên án trung thân sau phiên tòa này bị cáo thanh kháng cáo kêu oan bị cáo thuy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên tòa phúc thẩm mặc dù kháng cáo nhưng hai bị cáo không đưa ra được tình tiết mới khi được nói lời sau cùng thì bị cáo thanh trình bày nếu bị tòa tuyên y án tử thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng ngày 27 tháng 11 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về chất kích thích Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang thanh vận chuyển 3 kg heroin thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công là 250 đô la Mỹ. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà qua du lịch. Theo lời Thuy, cô quen một người tên là Smith King không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền tranh lệch. Sáng ngày 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Nguyễn Thị Giang, 45 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ Giang thay chồng nuôi 6 con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn là chị cả nên học chưa hết lớp 5 thì Giang nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành, nghe theo đám bạn, Giang quyết định vượt biên sang Trung Quốc tìm cơ hội đổi đời. Song thực chất, các đối tượng lừa bán Giang vào nhà thổ rồi làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau gần 20 năm sống ở nơi đất khách, Giang nhớ gia đình nhớ quê hương, tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Đầu năm 2013, Giang bảo chồng cùng hai người con trở về địa phương trong niềm vui tột cùng của gia đình. Từ một cô gái hiền lành, chân chất, Giang trở nên dạn dĩ, lì lậm hơn. Quá ớt ức với những kẻ đẩy Giang vào đường cùng, thị nung nấu ý định trả thu đời, đầy đoạn người khác. Số phận đưa đẩy, Nguyễn Thị Giang gặp Đào Viết Mừng, 47 tuổi, trú tại Cầu Đông, Quang Trung, ở An Lão, Hải Phòng, rồi bị cuốn vào những chuyến buôn chất cấm với ông trùm chất cấm đất cảng. Mừng thấy Giang nói thành thạo tiếng Trung nên đã sử dụng chính người tình để làm phiên dịch cho các cuộc làm ăn giao dịch với đối tác người Trung Quốc. Việc giao dịch hàng trắng giữa Mừng với đối tượng tên là Luân ở Trung Quốc do Giang đứng giữa phiên dịch thu xếp. Sau đó, toàn bộ số hàng trắng được xé lẻ cung cấp cho đối tượng nghiện, các quán bar, vũ trường, vân vân. Thế nhưng, vào quýt giày có móng tay nhọn, ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đào viết mừng lên khu vực Tây Bắc lấy hàng trắng về tiêu thụ. Trên đường quay về đến địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú, Tân Lạc thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ 4 bánh heroin phía trong xe. Ngay sau khi người chồng hờ bị bắt thì Giang tiếp tục thay người tình, cầm đầu đường dây mua bán chất cấm. Thế rồi không lâu sau đó, nữ quái này xa lưới pháp luật với nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi, 61 tuổi, ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đáng ra ở tuổi ấy, thì thị phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Chỉ vì hám lời, thị sa chân ngập sâu vào con đường buôn bán chất kích thích, để rồi nhận kết cục đáng buồn. Sau khi chồng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất cấm, thì lợi không thay chồng nuôi dạy ba con đang tuổi lớn, thì bước tiếp vết xe đổ của chồng. Trong đó có người đàn ông người Mông tên là Báo ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vốn là chỗ làm ăn với chồng Lợi trước khi bị bắt. Ngày 1 tháng 12 năm 2011, Lợi cùng người cháu ruột là Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, mang 2,9 tỷ đồng lên huyện Mộc Châu mua 20 bánh heroin. Trên đường về đến địa phận xóm Bảm, xã Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình, thì hai cô cháu đã bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Cao Phong phát hiện thấy sự việc bại lộ, lợi thúc giục người cháu tăng tốc bỏ chạy qua trạm kiểm soát giao thông, đồng thời chống đối quyết liệt khi bị truy bắt. Thế nhưng, cả hai đã bị bắt cùng tăng vật là 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục của mình, song hôm bị tuyên án tử, lúc áp giải về trại giam, lợi vẫn chưa hoàn hồn. Thị chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc, nhìn ra khoảng không mịt mùng qua khe cửa buồng giam, suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoát vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi cơ thể của thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Đã có lúc thị định phó thác cho số phận, nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên là sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống trung thân, sẽ có ngày về, thị cũng an lòng phần nào. Không dưới một lần, lợi đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền, xin được sự án sớm, bởi càng sống ngày nào thì thị phải chịu sự giày vò đeo đẳng, bám giết tâm can ngày đó. Bà chú ma túy mang danh bông hồng lửa còn Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1974 ở Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước khi bị bắt, vào tháng 4 năm 2012, nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Dân chơi Lạng Sơn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu thì cũng khiến cánh mày dâu phải ngoái đầu nhìn ngắm. Vốn bản tính giang hồ va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên, Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến chất kích thích khá sớm. Khi bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma túy và bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, thị ra đầu thú, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, vốn là một phụ nữ tháo vát, lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cờ khẩu vùng biên. Huệ đứng ra cai toàn bộ số cửu vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu, đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ đã có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh. Có điều, ít ai ngờ bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu, Nguyễn Thị Huệ là một đầu mối vận chuyển ma túy lớn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển heroin sang Trung Quốc bán và đưa ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát, nhưng để bắt Huệ một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như là các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu giáp biên giới Việt Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộng cán trong giới giang hồ. Một khi bà trùng của bọn chúng bị bắt thì chúng có thể sẵn sàng chống tra quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc. Sau đó, tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng phối hợp của cục nghiệp vụ thuộc bộ công an đã quyết định sử dụng kế điệu hồ ly sơn là điều đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ. Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ, khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tàu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ, kiểm tra, xác định trong kết có hơn 1 tỷ đồng, một số ma túy mẫu một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy Bộ Công an đã khám nơi ở của một đối tượng tại thành phố Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai rằng mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới Huệ được hưởng là 5 triệu đồng, có chuyến thì chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma túy tổng hợp vào trong nước để bán. Tổng cộng, đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gam ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những chùm ma túy trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập. Hiện chuyên án đã kết thúc. Tại hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu đã khẳng định 006N là chuyên án điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ xử lý lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên địa bàn rộng là 16 tỉnh thành phố, đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị địa phương, thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an. Sau khi kết thúc chuyên án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc năm đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình với 30 bị cáo. 13 bị cáo bị tuyên phạt tù trung thân, các bị cáo còn lại thì nhận bức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam.